Dạ em chào anh Quốc, em chào quý chú anh chị mình nha. Thì hôm nay em có 27 tác phẩm bonsai hàng mới về đa dạng chủng loại để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nhớ vào xem và ủng hộ nhà vườn của em nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ vườn của em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là 0356 731 116 ạ. Số Zalo cũng vậy luôn nha quý cô chú anh chị. Thì mở đầu video clip thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam song hình zin nha. Thì cây này có dáng trực lắc hàng nuôi đùi cành bự ha, phơm tàn mịn rồi. Và cây đang lên đầu bông rất là nhiều ha, đang cho hoa trên cây, hàng thuần chậu nha quý chú anh chị. Linh sam song hình zin. Rồi em xin phép em đo kích thước cây mã 1C nè. 1C nha quý chú anh chị. Hoành của nó là 32 ạ. Hoành 32. Chiều cao của nó là 54. Hoành 3, hoành 32, chiều cao 54. Tán ngang của nó là 78 ạ. Mã 1C này em xin Zalo với giá là 4,2 triệu nha. 4,2 triệu em bao ship cả chậu mã 1C. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cây đến mã 2C ạ. Mã 2C. Cây này bự à. 2C này bự lắm nha. 2C là một cây linh sam song hình zin dáng bay nha quý chú anh chị. Cây này có dáng bay, cũng đang cho đầu bông trên cây rất là nhiều và hàng thuần chậu nha. Cây này cái phơm tàn của nó thì rất là mịn rồi. Đây này cây bự ha. Lên cái chậu, chậu này chậu Đồng Nai ạ. Đắp nổi. Rồi em xin phép em đo kích thước cây linh sam song hình mã 2C này nha. Hoành của nó là 35 ạ. Hoành 35. Chiều cao của nó là 44. Chiều cao là 44. Và cái tán bay ra hết tán của nó là 108 nha. Tán bay ra hết tán là 108. Mã 2C em xin Zalo với giá là 4,5 triệu ạ. 2C giá 4,5 triệu. Cây phơm đẹp quá. Xé bánh được rõ nét. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 3C ạ. Cây này nặng lắm nha quý chú anh chị. Cây này phải hai người ginh á. Cây này là nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm, cây dáng trực, phơm tàn cũng mịn cây rồi. Đang lên lọc non rất là nhiều và trên cây thì nó đeo những cái chùm bông rồi nha quý chú anh chị. Mặt hàng này thì giá cũng vừa túi tiền cho quý chú anh chị mình chơi. Hàng nguyệt để mình chơi Tết ha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 34 ạ. Hoành 34. Chiều cao của nó là 81. Chiều cao 81. Và tán ngang của nó là 84. Tán ngang 84. Mã 3C em xin Zalo với giá là 2,9 triệu ạ. 3C em xin Zalo với giá là 2,9 triệu. Em bó bầu nha quý cô chú anh chị. 2,9 triệu em bó bầu nha. Rồi em xin giới thiệu đến cây mã 4C ạ. À. Cây bự lắm. Này chụp hình mà đưa 1 triệu vô cái này mới bán được. Cái này là tượng phối lên cho nó đẹp nha quý chú anh chị. Thì cây mã 4C cũng là một cây nguyệt quế ha. Cây cũng phơm tàn mịn rồi, lên lọc non rất là nhiều và đang cho đầu bông ha. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Đó, phơm tàn mịn.
Đó, phối tượng nhìn cho nó đẹp ha, giống như tiểu cảnh vậy đó. 4C. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 4C ạ. À, hoành của nó là 34 ạ. À, hoành 34, chiều cao là 67. Hoành 34, chiều cao 67. Và tán ngang của nó là 80. Tán ngang là 80. Thì cái mã 4C này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9 em bó bầu nha. 4C giá 2 triệu 9 em bó bầu ạ. À, cái này thì có mấy cái tượng thì em tặng thêm. 2 triệu 9 bó bầu mã 4C. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 5C ạ. À, mã 5C là một cây ổi tàu ha. Ổi tàu cây hai thân, dáng hai thân ạ. À, đế thì nở cũ ha. Cây này thì nó đang lên đầu đọt, thì này là mai mốt nó ra bông ra trái nha quý chú anh chị. Cơm tàn thì em mới tỉa lại. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. À, hoành của nó là 18 ạ. À, hoành 18, chiều cao của nó là 45. Tán ngang của nó là 74. Thì mã 5C em xin giao lưu với giá là 3 triệu 2 ạ. Mã 5C em xin giao lưu với giá là 3 triệu 2 nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 6C ạ. Mã 6C cũng là một cây ổi tàu nha. Một cây ổi tàu, cây dáng bay ha. Đường thân co lắc nè, quyện ra bay ra rất là đẹp ha. Cây đang cho bông trên cây ha. Đang cho bông rất là nhiều. Cây này thì chuẩn bị lên đầu đọt rồi ra bông nữa nha quý chú anh chị. Đường thân co lắc quyện đẹp lắm. Mã 6C. Rồi em xin phép em đo hoành ha. Hoành của nó là 19 ạ. À, hoành 19. Chiều cao là 36. Và cái tán bay ra hết tán của nó là 75. Mã 6C em xin Zalo với giá là 3 triệu 2 ạ. À, mã 6C em xin giao lưu với giá 3 triệu 2. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 7C ạ. À, mã 7C là một cây kim quýt nha quý chú anh chị. Này kim quýt Mỹ nha. Kim quýt Mỹ thì nó đang cho trái ở trên cây rất là nhiều luôn. Đây nè, nè trái nè. Đó, búp trái của nó đầy luôn á. À, cây này bộ đế thì cũng quái bò ha, viên cây ha, được lên chậu sẵn hết rồi. Kim quýt mini để bàn. Rồi, em xin phép em đo hoành. Hoành của nó là 15, chiều cao của nó là 27 và tán ngang của nó là 40. Mã 7C em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 em bao ship cả chậu. Mã 7C giá 1 triệu 2. Tiếp theo em giới thiệu đến cây mã 8C. Tám C cũng là một cây kim quýt ha, hàng mini để bàn, phơ lùng ha, gọn cây. 8C. Rồi em xin phép đo kích thước cây kim quýt này ạ. Hoành của nó là 24. Hoành 24, chiều cao là 27. Hoành 24, chiều cao 27. Tán ngang của nó là 37. Tán ngang là 37. Mã 8C em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2 ạ. Mã 8C em xin giao lưu với giá là 1 triệu 2. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 9C ạ. À, 9C là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Cây đế bò ha, bò lết nè. Cây già lắm nha quý chú anh chị. Già và thần chậu ạ. À, cây đang lên đầu bông rất là nhiều, nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. À, hoành của nó là 16, chiều cao của nó là 40. Hoành 16, chiều cao 40 và tán ngang của nó là 50. Thì mã 9C em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 em bao ship cả chậu ạ. À, mã 9C giá 1 triệu 8 em bao ship ạ. À, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 10C ạ. À,
10C là một cây linh sam song hình ha, linh sam song hình zin, cây dáng bài ha, đường thân lắc ha, phơm tàn mịn. Cái này thì những cây linh sam này em đang xiết nước để làm hoa Tết nha quý chú anh chị. Thì nên cái lá nó không có được mướt như bình thường, mình phải làm hoa Tết mới đẹp. Rồi em xin phép em đo kích thước cây mã 10C ạ. Hoành của nó là 32, hoành 32, chiều cao của nó là 38, chiều cao 38 và tán ngang của nó là 70. Tán ngang của nó là 70. Mã 10C em xin Zalo với giá là 4 triệu rưỡi ạ. 10C giá 4 triệu rưỡi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 11C. Mười một C là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha. Cây này thì cũng lùng lùng gọn cây, phơm tàn mịn kín cây rồi ha. Đang lên lọc non rất là đẹp cây nha. Và nó đang cho đầu bông trên cây rất là nhiều. Thì quý cô chú anh chị về là mình chỉ việc mình chơi thôi. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm, mã 11C. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 25, hoành 25, chiều cao của nó là 60, chiều cao 60 và tán ngang của nó là 80. Thì mã 11C này em xin Zalo với giá là 2 triệu em bó bầu nha. Mã 11C giá 2 triệu em bó bầu ạ. Phơm tàn mịn rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 12C. Toàn là mấy cây bự bự không nha quý chú anh chị. Thấy vậy chứ nó nặng lắm. Đây, thì cây này, những cái cây này thì em phối tượng thì em sẽ tặng tượng cho quý chú anh chị mình về chơi ha. Nhưng mà em xin phép em bó bầu những cây nguyệt này tại nó bự quá, em đóng cái thùng nó sẽ nặng xếp lắm. Nên em sẽ bó bầu về ngoài thì quý chú anh chị mình về mua chậu hai ha. Rồi, đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cây này cây phong cao nha quý chú anh chị. Cây phong cao, cây này cái dáng phong cao thì nhìn nó thoát thân ha. Phơm tàn thì mịn rồi. Cây này thì đang cho hoa trên cây và lọc non rất là nhiều ha. Mấy cây này chơi theo tiểu cảnh là đẹp lắm nha. Rồi em xin phép em đo kích thước cây quế này ạ. Hoành của nó là 23, hoành 23, chiều cao của nó là 90, hoành 23, chiều cao 90. Còn cái tán bay ra hết, tán của nó là 1m08 nha. Cái tán của nó là dài là 1m08. Cây mã 12C này em xin Zalo với giá là 2 triệu 9 ạ. Mã 12C giá 2 triệu 9. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 13C ạ. Mười ba C là một cây ổi tàu ha, ổi tàu siêu trái. Thì cây đế nở cũ ha, trải đều, đường thân thì co lắc ha, co lắc, phơm tàn thì mịn. Hàng thuần chậu rồi nha quý cô chú anh chị, nó đang lên lọc non thì nó chuẩn bị nó ra hoa ra trái ha. Mã 13C. Rồi em xin phép anh đo hoành ạ. Nó có một cái trái ở trong cái thân luôn, ra trái trong thân. Hoành của nó là 20 ạ. Hoành 20, chiều cao là 35. Hoành 20, chiều cao 35 và tán ngang của nó là 65. Tán ngang 65. Mã 13C em xin Zalo với giá là 2 triệu 9 ạ. Mã 13C em xin Zalo với giá là 2 triệu 9. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 14C ạ. Mã 14C thì cũng là một cây ổi tàu ha. Thì cây này có dáng bay nha quý chú chị. Dáng bay, đường thân co lắc coi nè. Phơm tàn thì mịn cây rồi, đế thì nở cũ. Cây đang cho bông trên cây ha.
và đang lên lọc rất là nhiều và chuẩn bị nó ra bông nữa đó. Cây này dáng bay. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 14C nè. Hoành của nó là 22. Hoành 22. Chiều cao của nó là 37. Chiều cao 37 và tán ngang của nó là 83. Tán ngang của nó là 83. Mã 14C em xin Zalo với giá là 2 triệu 9 ạ. Mã 14C Zalo với giá 2 triệu 9. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 15C ạ. Mã 15C thì cũng là một cây me chua ha. Cây me chua, cây này thì có dáng bay ha. Còn củ đế coi nè, quá tí đẹp, cây già, đặc biệt rất là già nha quý chú anh chị. Me chua. Cây này thì nó cây này có cái tiểu cảnh, mình cho nó vô cái tiểu cảnh ha, đổ đổ xuống đẹp lắm nè. Cây me chua, củ đế nở đẹp. Rồi em xin phép em đo kích thước cây me chua này ạ. Hoành cũ của nó là 44. Hoành cũ là 44. Cái hết tán, cái phơm tàn của nó là 68 nha. Phơm tàn hết tán của nó là 68. Cây này dáng bay bay nên không có đo chiều cao. Rồi, mã 15C em xin Zalo với giá là 2 triệu 3 ạ. 15C giá 2 triệu 3. Em bao ship cả chậu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 16C ạ. 16C là một cây sam núi ha, sam núi trái miền Tây. Cây có dáng bay ra ha, phơm tàn mịn cốt chi già. Và cây này đã liền sẹo luôn rồi. Cái này cái sù của nó rất là độc đáo nha. Sù gia cấp luôn. Cây này mà lật lá ra nhìn cái độ già của nó hết biết luôn á. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành ngay cái cục sù của nó là 17 ạ. Hoành cục sù là 17. Chiều cao của nó là 28. Chiều cao 28. Và cái tán bay ra của nó là 69. Tán bay ra là 69. Thì mã 16C em xin Zalo với giá là 4 triệu 9 ạ. Dạ. Mã 16C em xin Zalo với giá là 4 triệu 9 nha. 4 triệu 9 em bao ship cả chậu mã 16C. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 17C ạ. Mười bảy C cũng là một cây sam núi luôn nha quý chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị lấy một cặp thì em bớt nha. Thì cây này cũng là một cây dáng bay. Và cây nó cũng xù ha. Nó xù trong thân, trong cành ra luôn. Và đặc biệt rất là già. Tháo kẽm được rồi và nó không còn sẹo nha quý chú anh chị. Nó không còn sẹo nữa. Cây dáng bay thuần chậu. Sam núi trái miền Tây. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 13 ạ. Hoành 13. Chiều cao của nó là 27. Cái tán bay ra của nó là hết tán của nó là 66. Thì mã 17C em xin Zalo với giá là 4 triệu 9 nha. 17C em xin Zalo với giá là 4 triệu 9. Đó. À, mặt trước mặt sau của nó ha. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 18C ạ. 18C là một cặp kiều hùng ha. Một cặp kiều hùng mini để bàn. Thì cây này đó là cái cây mà cái bông nó giống như cây điệp lào bông màu hồng nha quý chú anh chị. Đó là điệp lào bông màu hồng á, kiều hùng hay còn gọi kiều hùng. Thì cái này á, người ta làm ra hàng mini để bàn cho mình chơi, để mình ngắm hoa ha. Là cái hàng đây nè, nhỏ nhưng mà người ta nuôi cốt đàng hoàng ha. Nuôi cốt thân ha, gốc quái nè, nụ cục nè. Và em lên chậu để bàn mini cho quý chú anh chị mình. Và một cặp này thì em cũng để giá mềm thôi ha. Đó, một cặp này nó rất là giống nhau, nó cũng nụ một cọc, nó y rang với nhau luôn vậy nè. Thì em để giá mềm cho quý chú anh chị. Thì mã số cái cặp này là mã số 18 nha. Mã số 18. Rồi em xin phép em đo hoành mỗi cây. Hoành cây bên đây là 13. Còn hoành cây bên này là 15. Một cây hoành 13, một cây hoành 15 ha. Chiều cao của cây này là 29. Còn chiều cao của cây này cũng 29 luôn. Hai cái ngang nhau đi.
Rồi, còn cái tán ngang của nó là cây này là 43. Còn cây này cái tán ngang của nó là 35. Thì một cặp 18C này em xin giao lưu giá là 1 triệu 9 hai cây nha. Hai cây giá chỉ 1 triệu 9 một cặp. Rồi, mã 18C. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 19C, cũng là một cặp kiều hùng nữa nha. Một cặp kiều hùng bông màu hồng ha. Bông của nó rất là đẹp nha quý chú anh chị. Cái cây này kiếm hàng mini nó khó lắm. Còn hàng bự bự không mà mini để bàn là hàng này là hàng độc đó, em chỉ có nói thiệt là em chỉ có vài cây thôi à. Rồi, đây là một cặp này nữa ha. Thì nếu lấy một cặp thì em để cho giá cũng 1 triệu 9 luôn. Cặp này y rang nhau ha. Đây. Cây này thì dáng lắc. Đó, lắc lắc vậy đó. Cũng hàng nuôi cốt luôn nè. Nuôi cốt chi ha, phơm tàn luôn. Đó. Rồi. Em xin phép em đo kích thước cặp này ha. Hoành thân cây này á là nó 12. Chiều cao của nó là 18. Còn tán ngang của nó là 42. Còn cây bên này là hoành thân của nó là 10. Chiều cao của nó là 19. Còn tán ngang của nó là 35. Thì mã 19C này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 9 cũng hai cây nha. Mã 19C 1 triệu 9 một cặp, hai cây. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 20C ạ. Còn một cây trăng vàng nữa. 20C là một cây mẫu đơn vàng nha. Mẫu đơn vàng. Thì cây này có dáng bay và đang lên đầu bông rất là nhiều ha. Cây này thì hoa nó vừa kịp Tết luôn nha quý chú anh chị. Cây dáng bay, hàng huần chậu nha quý chú anh chị. 20C. Rồi em xin phép em đo hoành cây mã 20C ạ. Hoành của nó là 15 ạ. Hoành của nó là 15. Chiều cao của nó là 20. Chiều cao là 20 và tán ngang của nó là 35. Thì mã 20C em xin giao lưu với giá là 1 triệu ạ. Mã 20C em xin giao lưu với giá 1 triệu bao ship cả chậu ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 21C. 21C cũng là một cây mẫu đơn vàng ha. Hàng mini để bàn gọn cây. Cây này củ đế nở cũ nha quý chú anh chị. Tàn này tàn thiên nhiên. Cây cũng đang lên đầu bông đầy cây ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 21C. Hoành của nó là 18 ạ. Hoành 18. Chiều cao của nó là 22. Và tán ngang của nó là 36. Mã 21C em xin giao lưu với giá là 1 triệu ạ. Giá 1 triệu bao ship cả chậu, nếu lấy một cặp thì em bớt. Mã 21C. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 22C. 22C là một cây mẫu đơn đỏ, hàng mini để bàn, cây có dáng trực lắc, hàng nuôi đùi cành rõ nét, phơm tàn mịn và đang cho đầu bông đầy cây ha. Mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Lên chậu sẵn về chỉ việc mình chơi thôi nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 18 ạ. Chiều cao của nó là 19. Tán ngang của nó là 39. Mã 22C em xin giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi em bao ship cả chậu mã 22C. Chi vậy? Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 23C. 23C là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ, hàng mini để bàn ha. Phơm tàn mịn kín cây rồi. Và hàng nuôi cây rất là kỹ nha quý chú anh chị. Đó, phơm tàn coi nè. Xé bánh đồ, đường cốt chi sữa rất là đẹp ha, khéo cây lắm. Này, phơm tàn mịn chứ không có xé bánh, quên. I'm sorry you. Rồi, mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Rồi em xin phép em đo hoành. Cành này bự. Hoành của nó là 13 ạ. Chiều cao của nó là 21. Tán ngang của nó là 45.
Mã 23C em xin giao lưu với giá là 3 triệu em bao ship cả chậu ạ. 23C giá 3 triệu bao ship cả chậu. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 24C ạ. C là một cây linh sam song hinh zin nha. Thì cây có này cây dáng trực lắc ha, trực lắc, cái cành bay ra quyền ra đẹp quá ha. Cây đang cho hoa đầy cây, đang cho hoa. Và em đang xiết nước nó chuẩn bị nó lên hoa nữa nha quý chú anh chị. Cái này em làm hoa Tết. Cây này thì củ đế cũng nở ha, cốt chi già thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước cây linh sam song hinh zin nè. Hoành của nó là 38. Rồi cái hoành nó bự. Chiều cao của nó là 43. Cây này bự nha. Và cái tán ngang hết tán của nó là 80. Tán ngang là 80. Mã 24C này em xin giao lưu với giá là 3 triệu 9. 24C giá 3 triệu 9. Bao ship cả chậu. Đế nở cũ đẻ. Đẹp quá. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến cây mã 25C ạ. À. Đó, 25C cũng là một cây linh sam song hinh zin. Thì cây này có dáng lắc nè, cái nó trực mà nó lắc, cái nó lắc mà nó lắc dưới C lắc gắt luôn nha quý chú anh chị. Đó. Phơm tàn thì mịn rồi, linh sam song hinh zin luôn, hàng thuần chậu. Lý do cái cây của em nó xào lá giờ là em làm hoa Tết nha quý chú anh chị. Làm hoa để cho mình chơi dịp Tết nguyên đáng ha. Để về là mình chỉ việc là mình tưới nước thôi là nó tự động ra hoa. Tại vì em đã xử lý hết cho quý chú anh chị mình rồi. Không có còn phải lo ngại gì nhiều đâu ha. Rồi em xin phép em đo hoành cây mã 25C này ạ. Hoành của nó là 35. Hoành 35. Chiều cao của nó là 52. Chiều cao 52. Và tán ngang của nó là 77. Tán ngang 77. Mã 25C em xin giao lưu với giá là 5 triệu ạ. 25C em giao lưu với giá là 5 triệu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 26C ạ. 26C thì là một cây nguyệt quế ha, nguyệt quế. Lá sắn hoa chùm. Thì cây cái củ đế nở cũ ha, phơm tàn thì mịn rồi. Thì cây này đang lên lọc non và cho bông rất là nhiều ha. Đang lên đầu bông đó nha quý chú anh chị. Thì nguyệt quế lá sắn hoa chùm này, cái bông của nó đặc biệt rất là thơm, phơm tàn mịn rồi. Thì em xin phép em đo kích thước cây mã 26C nè. Hoành của nó là 26. Hoành 26. Chiều cao của nó là 86. Chiều cao 86. Tán ngang của nó là 82. Tán ngang của nó là 82. Mã 26C này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9 em bó bầu nha. Và em tặng mấy cái tượng này ở dưới ha. 26C 2 triệu 9 em bó bầu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu cây 27C. 27C là một cây ổi tàu nha, ổi tàu. Thì cây vừa cho hoa nè, thấy không? Cho hoa nó đậu trái rồi nè quý chú anh chị. Còn cái đường thân của nó lắc sáng ốc nè. Đó. Cây thì thuần chậu rồi nha. Em đang tỉa cho nó lên tuột thì nó trở lên tuột này thì nó ra bông ra trái rất là nhiều ha quý chú anh chị. Đế thì nở cũ ha. Bông trái nó ở trong thân nó ra luôn nè, nhiều. Rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 18. Hoành 18. Chiều cao là 38. Và cái tán ngang của nó là 62. Cái tán ngang hết tán của nó là 62. Thì mã. Dạ nó có nè anh. Nè, trái đông thân luôn nè, đậu nè. Nó ở ngoài nè. Ở ngoài nữa nè. Đó. Mã 27C này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9 em bao ship cả chậu nha.
27C giá 2,9 triệu em bao ship cả chậu. Thì 27C cũng kết thúc video clip của em ngày hôm nay. Thì mọi chi tiết đặt mua hàng thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo là 0356731116 nha, hoặc số điện thoại của em cũng là số đó luôn ạ. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.